Thưa quý vị, bệnh glaucoma, glaucoma hay còn gọi là tăng nhãn áp, cườm nước mà dân gian gọi là thiên đầu thống là một trong những bệnh phổ biến về mắt, đứng thứ hai trong nhóm các nguyên nhân có thể gây mù lòa và được ví như là kẻ đánh cắp thị lực của con người. Ngày 12 đến 18 tháng 3 hàng năm được thế giới chọn là tuần lễ glaucoma nhằm lan tỏa thông điệp hãy quan tâm kiểm tra mắt định kỳ để được phát hiện và điều trị bệnh sớm, hạn chế biến chứng mù lòa. Khỏe cùng DNRTV sáng nay sẽ đề cập rõ hơn về triệu chứng, đối tượng có nguy cơ mắc bệnh và cách tầm soát bệnh glaucoma sau đây. Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung năm nay 57 tuổi, bà vừa phát hiện một bên mắt bị cườm nước. Căn bệnh này làm bà bị hạn chế rất nhiều trong sinh hoạt hàng ngày. Mắt là tự nhiên rồi, nó mờ. Mà cô đi ra ngoài đường y như mù sương vậy. Ban ngày mà chạy vậy á, nên tối ban đêm đâu có dám chạy. Mà bị nay là từ hôm trưa Tết. Rồi cô thấy tụi nó mất đi làm biết rồi đâu có đi bệnh viện được. Rồi nay kêu nó nghỉ đi. Sĩ nói là bên thì cần khô, bên thì cần nước. Theo bác sĩ Trần Đặng Đình Khang, chuyên khoa mắt Bệnh viện Hoàng Mỹ Y tô Đồng Nai, bệnh glaucoma hay cườm nước thiên đầu thống là một nhóm các rối loạn mãn tính tiến triển gây tổn hại thị trường, không hồi phục và thường có liên quan đến tăng nhãn áp. Bệnh glaucoma chia làm hai nhóm gốc đóng và gốc mở với những biểu hiện khác nhau. Glaucoma gốc đóng thì sẽ thường đến bệnh viện với các triệu chứng rất là rầm rộ, ví dụ như là rất là đau nhức mắt dữ dội, đau một bên hoặc là hai bên, đau lan lên trên đầu nhiều, rồi thấy cứ quần, nhìn lên đèn thì thấy quần xanh, quần đỏ hoặc là cái bảy sắc cầu vồng. Và nôn có thể kèm tình trạng nôn ói nhiều do cái tình trạng tăng nhãn áp cao, nó kèm theo cái tăng áp trong nội sọ. Rồi đối với những bệnh nhân mà gốc mở thì cái triệu chứng nó âm thầm hơn. Chính vì vậy glaucoma còn có tên gọi là kẻ cắp thị lực âm thầm. Giai đoạn muộn đã có tổn hại thị trường rồi hoặc tổn hại thị lực thì nhìn sẽ thấy như cái màng xương ở phía trước. Cái tổn hại thị trường trong cái glaucoma này nó có dạng hình ống, giống như nhìn qua một cái ống dòm hoặc là nhìn qua một cái đường hầm. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, glaucoma là nguyên nhân gây mù lòa phổ biến thứ hai thế giới chỉ sau đục thủy tinh thể. Các số liệu mới công bố cho biết, thế giới có 78 triệu người có bệnh glaucoma. Cứ 200 người ở độ tuổi 40 thì có một người bị bệnh. Tỷ lệ này tăng lên 1/8 ở độ tuổi 80. Các yếu tố nguy cơ là thứ nhất đó là về tuổi, thì tuổi trên 40, và về giới tính thì nữ thường sẽ dễ mắc hơn nam, đặc biệt là với những bệnh nhân nữ mà hay lo lắng và suy nghĩ nhiều. Có người thân trong gia đình mắc glaucoma thì sẽ cái tỷ lệ của bệnh nhân đó sẽ lên đến 5 đến 6 lần so với người bình thường. Cái nhóm glaucoma gốc mở thì những bệnh nhân sẽ dễ mắc, đó là nhóm chủng tộc về châu Phi và Caribe và những nhóm người là bị cận thị. Còn ngược lại đối với glaucoma gốc đóng thì là sẽ những người mà vùng châu Á và những người mà viễn thị. Cái yếu tố quan trọng nữa là hiện giờ rất là nhiều bệnh nhân mà thường ý tự ý mua thuốc nhỏ ngoài có chứa đề xa và corticoid thì cái tình trạng sử dụng corticoid kéo dài. Theo bác sĩ Khang, việc tầm soát sớm và phát hiện bệnh sớm có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa và điều trị bệnh glaucoma để tránh tình trạng mất thị lực vĩnh viễn mù hoàn toàn. Hàng năm thì các bệnh nhân có thuộc cái nhóm yếu tố nguy cơ, những người đó phải đi khám hàng năm và tối thiểu là phải thường xuyên kiểm tra nhãn áp 3 tháng hoặc 6 tháng một lần. Rồi đối với cái bệnh glaucoma gốc đóng thì những bệnh nhân mà đã được bác sĩ và được thăm khám đó là có góc tiền phòng hẹp và đặc biệt là người viễn thị và người châu Á nữa thì nên bắn laser cắt móng chu viên để hạn chế cái tình trạng bị nghẽn gốc hoàn toàn gây glaucoma gốc đóng rất là nguy hiểm. Ngoài ra, người dân không nên lạm dụng thuốc có chứa corticoid để nhỏ mắt kéo dài, phải nhỏ thuốc đúng chỉ định của bác sĩ, không tự ý mua thuốc có chứa corticoid để nhỏ khi ngứa mắt, đỏ mắt.